Sau khi Phân Phi đã bị Dôi Phi hãm hại, té từ trên cao xuống. Nhưng rất tiếc, mạng của Phân Phi quá lớn, chưa thể chết được. Lúc này, Hoàng Tỷ và Hoàng Thượng đã hạ lệnh tháo mấy mút này ra để các phi tần khác không còn bị té vô cớ nữa. Nhưng Hoàng Thượng không hề hay biết, tất cả đều là âm mưu của Dôi Phi. Hoàng Thượng à, tại sao lại tháo cái miếng đó ra vậy? Nhìn rất là đẹp mà. Cái con tiện tì kia, Hoàng Thượng muốn làm cái gì thì làm, mày đừng có xen vô. Thôi, Dôi Phi đừng có xía vô chuyện này, Hoàng Tỷ của ta không có thích đâu. Tháo nó ra nhanh đi. Chết rồi, tháo ra như vậy thì làm sao mình dụ con Phân Phi nhảy lên được. Lúc này Phân Phi không hề nghĩ là mình bị hãm hại, mà nghĩ đây chỉ là một tai nạn mà thôi. Vẫn rất tin tưởng Dôi Phi, bởi vì nhìn mặt của Dôi Phi quá hiền, quá ngây thơ. Nhưng thật ra trong bụng của Dôi Phi sắc bén y như con dao găm này. Lúc nào cô ta cũng nghĩ cách hãm hại Phân Phi. Hoàng Tỷ khá là tiết kiệm, không muốn bỏ lỡ cái miếng mút này. Thế là Hoàng Tỷ đã hạ lệnh, thợ thủ công hãy điêu khắc miếng mút này thành một cái hình gì đó cho ta và Hoàng Thượng cùng ngắm. Nhưng không thể tốt hơn được, bởi vì thợ thủ công của triều đại Khế Thúy chỉ mới học tới lớp 1 mà thôi. Cho nên cái phần điêu khắc thành một cái hình gì đó thật là quá khó khăn đối với thợ thủ công. Cuối cùng thợ thủ công cũng điêu khắc ra một cái hình chữ nhật. Vì hồi đó đi học, cô giáo chỉ dạy tới đây thôi. Xin mời các phi tần và Hoàng Thượng, Hoàng Tỷ cùng ngắm. Không còn gì chán hơn. Thế là Hoàng Thượng đã cho thợ thủ công lui về hậu cung. Lúc này Dôi Phi lại tiếp tục bày mưu lập kế để hại Phân Phi. Sở thích của Phân Phi đó là đu lên miếng mớp hoặc là gỡ miếng mớp xuống. Lợi dụng ngay cái sở thích đó, Dôi Phi đã hại Phân Phi bằng cách lén chèo lên định gỡ miếng mớp để ám sát Hoàng Thượng, sau đó vu oan cho Phân Phi. Nhưng Hoàng Tỷ phát hiện. Lúc này Dôi Phi đã nhanh trí nhảy xuống, giả vờ che chắn cho Hoàng Thượng và Hoàng Tỷ. Hoàng Thượng, Hoàng Tỷ hãy chạy đi, nô tỳ vừa thấy con Phân Phi nhảy lên muốn ám sát Hoàng Thượng với Hoàng Tỷ đó. Quá trời nặng rồi, Hoàng Thượng chạy mau đi. Lúc này mặt của Hoàng Thượng như kiểu, ủa mà sao ta đâu thấy nặng gì đâu mày. Thôi chạy đại đi. Thật không ngờ ta định hãm hại con Phân Phi, nhưng vô tình mình đã hộ giá được Hoàng Thượng. Nếu không nhờ mình đỡ cái kèo này, chắc Hoàng Thượng đã chết mất rồi. Lúc này Phân Phi nhảy lên muốn tán Dôi Phi vì vu oan cho mình, nhưng đã bị cận vệ cản lại. Mặt của Dôi Phi rất là ngây thơ, còn Phân Phi quá gian xảo. Thế là Hoàng Thượng đã hạ lệnh xử phạt Phân Phi, thăng chức cho Dôi Phi trở thành Quý Phi. Để trừng trị Phân Phi, Dôi Quý Phi đã góp ý cho Hoàng Thượng khoét một cái lỗ thật to. Để làm gì? Để đeo cho Dôi Quý Phi, không phải đeo cho Hoàng Thượng, không, mà là đeo cho tội phạm Phân Phi. Lúc này Phân Phi rất là tức giận vì mình bị vu oan một cách trắng trợn. Thế là Phân Phi đã thốt ra một câu, tôi không hề ám sát Hoàng Thượng, cái đứa tôi muốn ám sát là con quỷ này. Ám sát Hoàng Thượng đã là một trọng tội, mà dám ám sát luôn cả Hoàng Tỷ, tội chồng thêm tội. Người đâu, chồng thêm một cái như vậy lên đầu nó cho tao. Lúc này Phân Phi đã biết mình đã bị hớ lời rồi. Thế là Phân Phi đã cố gắng dùng hết sức để tháo cái dòng phạt của Hoàng Thượng ra. Sau khi tháo cái dòng này ra thì coi như hình phạt của Hoàng Thượng đã nhận xong. Nhưng lại cộng thêm một cái tội ám sát Hoàng Tỷ, thế là phải đeo cái dòng này lần thứ hai. Con Dôi kia đứng lại, tại sao? Tại sao mày hại tao? Cái gì? Hãm hại cái vụ gì? Mày nói tao ám sát Hoàng Thượng. Cái vụ ám sát Hoàng Thượng là mày đã thoát rồi, còn bây giờ mày bị tội gì mà mày đấu thừa tao? Bây giờ tao bị tội ám sát Hoàng Tỷ, vậy thì đâu có liên quan gì tới tao đâu. Thôi đi chơi đi, tao bận công chuyện rồi, đừng có làm phiền tao nữa. Thật không ngờ cái con này, mặt mày của nó ngáo ngơ, thật thà trung thực, mà nó quá ghê gớm. Lần sau thoát tội này, tao sẽ đề phòng mày nhiều hơn. Mày hãy đợi đấy, Dôi Quý Phi, thù này không trả, tao không phải đóng phần. Nhưng mà cái vụ ám sát Hoàng Thượng là mình bị vu oan, còn ám sát Hoàng Tỷ là mình bị vu đúng. Bây giờ mình kêu ai cứu mình đây? À, Dôi Công Lý, cứu tao đi Dôi. Rồi, nó ngủ mất tiêu rồi. Thôi mình cũng đi ngủ. Trời ơi, làm sao mà chui lên? Bực mình quá trời, sao mà chui lên bây giờ? Tào tức quá, hay lắm. Cuối cùng mình đã thoát ra hai tội rồi. Mày hãy đợi đấy, Dôi Quý Phi.